cái tài phóng viên chết tiệt khốn kiếp nào dám viết bài tố cáo đích danh công ty ta sử dụng sữa diễm melamine của Trung Quốc hả em đã đến tòa soạn kiểm tra rồi nhưng người ta không chịu nói chỉ biết rằng đây là một bài phản ảnh do chính người tiêu dùng gửi lên chỉ là phản ảnh của người tiêu dùng mà đăng cả một trang dài như vậy sao cậu đi kêu luật sư hùng tôi nhất định kiện tờ báo này ra tòa uhm, không kiện được đâu anh ơi tại sao không kiện được hả tổng biên tập có nói người viết bài đã gửi kèm bản phân tích thành phần hóa học của sữa chúng ta kèm với bài viết của mình. Và trước khi đăng, tòa soạn cũng đã đem sữa chúng ta đi kiểm tra. Và sự thật là sữa của chúng ta có thành phần melamine cao hơn mức cho phép. Hợp kính nữa hả? Tôi có xem vô chị của hai người không? Tôi xem vô luôn nha. Có chuyện gì vậy? Tôi có thư gửi cho anh. Thư gì vậy? Tôi từ chức Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Không có công ty nào ưu đãi cậu như ở đây đâu nha Tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi Không có công ty nào ưu đãi như ở đây Nhưng mà cũng không có công ty nào nguy hiểm như ở đây hết á Anh trả tiền đủ cho tôi chỗ bình tim không? Cậu đừng có hối hận đó Chắc chắn, không hối hận Bộ báo mới hả? cho mời đọc được không? ồ oh, có bài với công ty mình nè hay quá hả ha? sắc sảo không anh tôi viết á tôi đang điều tra và phát hiện vì sao doanh số bán ra của công ty ta gần đây có dấu hiệu giảm sút đó là do người tiêu dùng gần đây rất chuộng sửa ngoại họ thường chọn các thương hiệu nổi tiếng và có uy tín trên thị trường dù cho giá rất cao có thể là vì do một loạt sự kiện sữa Trung Quốc đã bị nhiễm chất melamine, cho nên là người tiêu dùng mất lòng tin với sữa nội địa của mình. thêm một phần là sữa thiếu đạm nhiều quá đi, cho nên ảnh hưởng đến công ty chúng ta. nguyên nhân vậy là đã tìm ra. vậy mọi người có ý kiến giải quyết ra sao? làm cách nào để có thể lấy lại lòng tin từ khách hàng để họ có thể quay về với chúng ta? theo tôi á, trong thời điểm hiện tại bây giờ á, chúng ta rất là khó lấy lại lòng của khách hàng được đã ảnh hưởng đến lợi phẩm và uy tín. Theo tôi, chất lượng là quan trọng nhất. Tôi cũng nghĩ đến điều này, nhưng nâng cao chất lượng không phải dễ. Nguồn nhân lực của công ty chưa đủ lực để làm điều này. Mời được Lâm Khiêm thì tốt quá rồi. Nhưng đó là điều không thể. Thì... Ừ. Alo, ba nghe con gái yêu. Alo ba hả? Ba ơi, công ty mình được cứu rồi, công ty mình được cứu rồi. Anh Lâm Khiêm không còn làm ở công ty cũ nữa. Con nói gì vậy? Dạ, con nói là anh Lâm Khiêm không còn làm ở công ty cũ nữa, anh nghỉ việc rồi. Con nói Lâm Khiêm đã nghỉ việc rồi sao? Dạ, con vừa mới ở bên công ty anh Lâm Khiêm về, gì chú không, bảo vệ không, nói không. á là anh Lâm Khiêm đã nghỉ việc rồi, mà vì sao nghỉ á thì con không biết. Ba ba ba. Ba ơi, bà mau bắt anh ta về công ty mình đi, không thôi người ta giành mất cơ ba. Nha ba. Nếu đúng Lâm Kim đã nghĩ, thì đây đúng là tin tốt lành. Ừ. ừ. Ba sẽ lập tức tìm anh ta để liên hệ. Còn thật giả thế nào thì chưa biết. Có cơ hội là ba không bỏ qua đâu. Dạ, đúng rồi. Thôi, con về ăn cơm đây. À, con, con nói là con phải về ăn cơm với vú đây. Nha ba. Bye bye ba. <laughs> Nếu đúng như vậy thì ông trời giúp chúng ta rồi. Ừ, đúng rồi, <laughs> đúng vậy. Tôi sẽ nhất định mời cho được Lâm Khiêm về đây. <laughs> ừ, đúng rồi. <laughs> Lâm Khiêm là số một.